Hai, Đức Ca chơi đẻ lét, xin chào các bạn. Hôm nay Đức Ca sẽ hướng dẫn anh em lắp ốp vành xe máy Exciter. Hiện nay có hai loại ốp vành thông dụng là của xe Exciter và Winner các bạn nhé. Exciter thì con này đỏ trắng thì lên ốp vành đỏ trắng các bạn ạ, hoặc đỏ đen hoặc xanh trắng, tùy màu xe của các bạn mà các bạn chọn ốp vành cho phù hợp các bạn nhé. Công việc đầu tiên là anh em sẽ phải tháo bánh trước bánh sau. Hội đồng ấy kìa. Đó. Kỹ thuật Quốc và kỹ thuật Sang đã tiến hành tháo hai bánh ra rồi các bạn ạ. Đấy. Đây, kia là bánh trước còn đây là bánh sau. Ồ. Công việc lắp ốp vành cực kỳ đơn giản. Khó nhất chỉ ở chỗ anh em tháo mấy con ốc đĩa ra các bạn nhé. Qua bảo anh lên luôn thì này bảo tôi sắp được. Còn khi lên ô vành này anh em nên nhờ thêm một người giúp đỡ nữa cho nó nhanh các bạn. Ông bía này ban đầu do nhà sản xuất bắn bằng súng cho nên ở bên trong có keo nữa các bạn, cho nên khá là chắc. Vì dây điện em đi nói chung là ngon lành hết rồi. Rồi, chờ thì đấu sạc của nó là xong luôn. Rồi, ok. Hai bốn năm. Đây thì lên sạc thì đến cho đèn led là bản của em cũng hơi cẩn thận là làm. Bên mình vì dùng máy khóa, anh em không có máy khóa để dùng máy sấy tóc. Máy sấy tóc thì hơi lâu các bạn. Cứ để chìa khóa cho con em nhé. Nên khóa trước để cho keo bên trong con ốc này nó khóa đây nhá. Bên trong ốc này nó có ít keo này, khoa để keo nó chảy ra thì mình xoáy nó dễ. Máy anh mượn này đây. Cứ khoa đấy. Công cụ để tháo ốc đĩa anh em nên dùng con lục. Không nên vặn bằng máy. Máy chờ đến đâu. Đó, không nên vặn bằng máy chờ đến đâu anh em. Và dùng một cái này để làm cái công cho khỏe rồi các bạn. Anh em không có cái này thì anh em dùng cái thanh sắt, một cái tuýp và một cái búa. Ốc khá là chắc anh em đấy. Cái khó nhất là phần tháo đĩa, khi anh em tháo được đĩa rồi thì lắp ốp vào cực kỳ đơn giản. Ốp hai bên vào và xoáy ốc rồi các bạn. Khi em xoáy vào cố gắng vặn chặt tay một chút các bạn nhé. Tại vì bánh xe mình luôn luôn chuyển động, di chuyển với tốc độ cao trên đường để đảm bảo nó không bị rung, không bị văng các bạn. Khi em lắp chuẩn thì cực kỳ chắc và an toàn. Lại rất đẹp các bạn, khít nhìn như sơn luôn. Đây, kỹ thuật Sang đang tiến hành bắt ốc đưa bắt đĩa lại như ban đầu và tiến hành lắp vào xe. Lắp cái này nếu mà chuyên nghiệp và chuẩn chỉ mất 15 đến 20 phút anh em ạ. Cái bên này cũng tương tự, tí nữa xong thì mình sẽ review khi lắp lên trên xe các bạn nhé. Còn đây là ông chủ xe. Rồi, tiếp tục các bạn ạ. Đây là sản phẩm sau khi đã lắp lên hoàn chỉnh nha anh em nhá. Nhìn quá đẹp luôn anh em ạ. Nhìn như sơn các bạn nhá. Lắp chắc chắn an toàn. Chủ xe lên luôn cả gầy số cánh phượng. Lên 1,7 triệu cả luôn lắp anh em. Lắp bánh sau anh em chú ý lắp bánh cho cân các bạn ạ. Đấy, xích luôn anh em nhá. Và đi test ok. Thưa các bạn, xin chào các bạn.